Quý bà con thân mến, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về quy trình đóng hàng cây giống online, cũng giống như là cách đóng hàng giao online tại nhà cho quý bà con chúng ta đầu tư nha. Đơn ngày hôm nay Ly đi là có mít của Bảo Sơ Vàng. Số lượng của anh đầu tư là 130 cây. 130 cây, anh chọn gốc là từ 2 phân tới 2 phân rưỡi. 2 phân tới 2 phân rưỡi là đường kính của cây nó giống như thế này nha. 120 hay 130 gì quên mất tiêu rồi. 120 cây nè. Đó. Rồi bên trong thì có thêm 100 cây vải không hạt. Những cái đơn này là những cái đơn nhiều, còn những cái đơn lẻ giống như là có xoài nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Chỉ có một cây xoài hái nè. Rồi bên đây một cây Lekima. Rồi lựu đỏ Ấn Độ nè, lựu đỏ Ấn Độ thì có đơn một cây, hai cây. Anh chị nào chúng ta mua số lượng một cây hoặc là hai cây thì Ly cũng có đóng hàng online giao tại nhà cho quý bà con chúng ta. Còn cái đơn này là 10 cây xoài. Xoài này là xoài đỏ mặt trời nha bà con, còn gọi là xoài Nhật Bản. Ra trái màu đỏ giống mới luôn, hàng này là hàng nhập khẩu nè, chuẩn F1 luôn. Mà cái lô này thì Ly hết rồi, Ly còn những cái đơn sau, những cái lô sau thì hàng Gepo thì nó là sẽ là F2 nha bà con, tại gian giống tại Việt Nam của mình là F2 rồi, hàng này là hàng nhập khẩu. Số lượng thì Ly giao lưu hết rồi, 50 cây, Ly up lên clip hôm qua thì có khách chốt hết rồi. Nếu như anh chị nào chúng ta muốn trồng xoài mặt trời đỏ, còn gọi là xoài đỏ Nhật Bản á, thì cứ việc alo theo hai số hotline hiện trên màn hình ha, để bên trung tâm cây giống hẹn ngày giao cho quý bà con chúng ta. Tại hiện tại bây giờ chỉ còn hàng F2 thôi. Còn đây là cây mận nè, mận này là mận hồng dạng cây choi, cây lỏ, cây lớn của bên trung tâm cây giống, trồng xuống khoảng 3 tháng sau thì cây nó sẽ có trái, mình lấy cây giống về thì nó sẽ ra trái ngay. Còn quay lại cái mít ruột đỏ Sơ Vàng, mít ruột đỏ Sơ Vàng là cây giống dễ trồng, giá trị kinh tế của bạn này rất là cao. Giá thu tại vườn hôm nay là 60.000 trên 1 kg, bốc hàng 8 kg ăn lên. Hàng 50.000 trên 1 kg là hàng loại nhì nha bà con. Thì bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống nè, đồng thời có hỗ trợ kỹ thuật trồng, và đặc biệt hơn nữa là có thu mua lại trái của cây mít ruột đỏ Sơ Vàng luôn nha. Mít ruột đỏ Sơ Vàng thì năng suất nó rất là cao, một năm sẽ ra được 2 vụ trái, hoặc là mình có thể là xử lý ra trái quanh năm trên cây mít ruột đỏ Sơ Vàng nha. Trồng những cái cây to giống như thế này, 14 đến 16 tháng mình bắt đầu đầm trái, cộng thêm 5 6 rưỡi đến 6 tháng đuôi trái nữa thì khoảng chừng 20 đến 22 tháng là mình bắt đầu kinh doanh được trên cây mít ruột đỏ Sơ Vàng rồi. Một trái là 60.000 trên 1 kg, mà trọng lượng của trái là tầm khoảng 10 đến 15 kg. Nên cái giá trị của bạn này rất là cao, một cây mình để từ 3 đến 4 trái, mùa vụ đầu tiên, mùa vụ thứ hai mình có thể là tăng dần lên nha. Cây rất là đẹp, cây rất là khỏe mạnh. Lựa vô đây thì đi hàng online, bên Ly còn số lượng nhiều lắm ở ngoài xa. Thì cái lô này là gốc to, thì bên Ly có gốc nhỏ nè, gốc tầm trung, gốc lớn, gốc quýt hoặc là cây lỡ đều có cung cấp hết luôn ha. Lá đây, đây là cái lá của cây mít ruột đỏ Sơ Vàng, lá nhung mịn ha, đặc biệt là lá nó sẽ bầu đó, mới chuẩn giống là còn chúng ta nhìn thấy không ạ. Thì địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở đường 868B, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang ha. Chỉ xài hai số hotline hiện trên màn hình. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ về nơi đóng hàng cây giống online cũng như là cách đóng hàng cây giống online. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta ở nhà cần mua số lượng 1 đến 2 cây thì cứ việc alo nha. Bên Ly sẽ đóng hàng gửi tại nhà cho quý bà con chúng ta đầu tư luôn. Rồi, một lần nữa xin chào.